Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây chính là Vivo Nex A, một trong những chiếc Nex A đầu tiên tại thị trường Việt Nam được X-Tone Mobile đưa về. Thì đây là một trong những chiếc máy các bạn có thể nhìn thấy đây. Mình mở cái camera selfie lên, nó sẽ mọc lên một cái sừng. Thì đây chính là camera selfie của sản phẩm này. Nó sẽ là một trong những sản phẩm rất thích hợp cho những anh chàng nào thường xuyên mọc sừng. Thì đấy là mình nói đùa với các bạn thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng unbox sản phẩm ra. Máy thì mình lấy ra rồi, để xem là bên trong chúng ta sẽ có những gì. Bên trong đây thì chúng ta sẽ có đó là tai nghe đến từ Vivo, nhìn khá là đáng yêu. Chúng ta sẽ có cục sạc với nguồn ra lớn nhất là 10V và 2.5A, tức là nó cho chúng ta với công suất sạc lên đến là 22.5W, tương đương với cái công nghệ sạc đó là QuickCharge 4.0. Chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái ống lưng bằng nhựa và bên ngoài được phủ một lớp nhung rất là mềm mại này. Hay là bên trong đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một sợi cáp sạc, và tất nhiên sợi cáp này sẽ là sợi cáp USB Type-C. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ở đây, đó chính là chiếc Vivo Nex A. Thì khi mà cầm vào chiếc máy này mình phải thốt lên một câu: wow, cái màn hình của nó quá là đẹp, quá là sexy. Cái diện tích hiển thị của chúng ta sẽ đạt lên đến là hơn 92%, và màn hình này sẽ có kích thước là 6.59 inch, và chúng ta sẽ có tỷ lệ là 19:9, bởi vì nó sẽ có kích thước là 1080x2316. Và cái màn hình này nó cũng sẽ được sở hữu tấm nền đó là Super AMOLED đến từ nhà Samsung. Thế nhưng trong cái trải nghiệm khi mà mình nhìn vào cái màu sắc của sản phẩm này, gần như là nó đã được tối ưu lại. Thế nên cái màu sắc nó không quá là rực rỡ như những cái sản phẩm đến từ nhà Samsung. Nói chung là nó đã được tối ưu lại và nó sẽ dịu mắt hơn, nó không bị quá là rực rỡ như những sản phẩm kia. Thì ở đây chúng ta sẽ có cụm camera sau được nằm luôn trên cái màn lưng này. Camera này sẽ hỗ trợ cho chúng ta những cái chế độ như là chụp hình xóa phông rất là ảo diệu. Ở đây chúng ta sẽ có cảm biến vân tay một chạm. Trên cái phiên bản đó là Vivo Nex S thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay một chạm nằm dưới màn hình, nhưng trên cái phiên bản này nó sẽ là cảm biến vân tay nằm trên mặt lưng. Và mình đánh giá cái vân tay nằm trên mặt lưng này nó sẽ tiện lợi và nó cho chúng ta một cái độ nhạy khi sử dụng là cao hơn so với những vân tay nằm dưới màn hình, bởi vì là cái công nghệ đặt vân tay dưới màn hình bây giờ nó vẫn khá là hạn chế. Chứ cái mặt lưng này thì nó cũng sẽ được làm những cái họa tiết caro và nó cũng sẽ có những cái màu giống như kiểu 7 sắc cầu vồng. Chỉ khi các bạn nghiêng nó ra ngoài ánh sáng mặt trời thì các bạn mới có thể nhìn rõ, chứ ở trong cái điều kiện ánh sáng như đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là nó có những cái vân đổi màu và nhìn khá đẹp mắt. Chiếc mặt lưng này cũng sẽ được làm cong giúp chúng ta có cảm giác cầm nắm là tốt hơn, nhưng mà do cái mặt lưng này bằng kính thế nên là cái tình trạng đó là trơn trượt trong quá trình sử dụng nó cũng sẽ không tránh khỏi. Thế nên là chúng ta tốt nhất khi sử dụng sản phẩm này nên đeo cho nó cái ốp mà nhà sản xuất tặng kèm. Ở đây thì chúng ta sẽ có các nút như là nút nguồn tăng giảm âm lượng, hay chúng ta sẽ có một cái nút AI ở bên đây. Cái nút này nó cũng sẽ hoạt động giống như kiểu cái nút Bixby ở trên những sản phẩm Samsung. Khi mà ta giữ vào thì nó sẽ hiện ra một cô trợ lý ảo và nó sẽ tên là Jovi gì đó ở đây ở tiếng Anh, và toàn bộ lại là tiếng Trung Quốc. Thì có thể cái sản phẩm này được xách tay từ thị trường Trung Quốc về, thế nên là nó sẽ không hỗ trợ nhiều cái trợ lý ảo cho người để thị trường Việt Nam. Hy vọng là trong những cái bản ROM sắp tới sẽ có những bản ROM tùy biến lại thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái tính năng của trợ lý ảo này. Ngoài ra trong cái phần mềm camera thì chúng ta cũng sẽ có một cái để có thể để tìm kiếm những cái sản phẩm giống như kiểu, nó cũng giống như kiểu Bixby Vision. Và trên cái sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ có khả năng để ẩn đi ba cái thanh điều hướng, từ đó chúng ta cũng sẽ có những cái thao tác thông minh. Ví dụ như ở đây mình vuốt ở bên cạnh phải để có thể là bách ra này. Ví dụ như mình vào sâu hơn tí, mình vuốt bên cạnh phải thì nó sẽ là bách ra. Mình vuốt từ dưới lên thì nó sẽ là ra home, và mình vuốt ở bên trái thì nó sẽ ra cái control center. Thì ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh được những cái như kiểu độ sáng của màn hình, hay là nhạc chuông, hay là chúng ta có thể bật tắt đèn pin các thứ thì nó cũng khá là hữu ích. Ngoài ra thì đây, chúng ta sẽ kéo giữ thì nó sẽ mở ra tab menu đa nhiệm. Đến với trải nghiệm về camera của sản phẩm này một chút thì chúng ta sẽ có ở đây camera selfie với độ phân giải là 8 megapixel. Khi mà chúng ta mở lên này nó sẽ thòi lên, và khi tắt đi thì nó sẽ thụt xuống. Và có một cái điểm mình thấy khá là hay trên camera của sản phẩm này, đó là kể cả khi mà chúng ta vuốt ra này nó đang thụt xuống, nhưng mà vào cái nó lại lòi lên luôn, chứ nó không phải dạng kiểu là thụt xuống hết sau nó mới thòi lên. Thì đây là một trong những cái mà mình đánh giá khá là cao, bởi vì là nó sẽ giúp chúng ta tiện lợi hơn trong quá trình như kiểu thoát camera ra nhưng mà lại muốn vào để có thể chụp ảnh thật là nhanh, thật là đẹp. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có các chế độ như là làm đẹp AI này, chúng ta sẽ có thêm một số các cái chế độ khác, ví dụ như là chụp toàn cảnh bằng camera trước, nó giống như kiểu là kéo qua kéo lại giống panorama trên những máy Samsung. Hay là chúng ta có chụp ảnh chụp ảnh chuyên nghiệp bằng camera trước, mình cứ tưởng là chụp ảnh chuyên nghiệp bằng camera trước nhưng thực ra là nó sẽ chuyển sang camera sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là chỉnh được tốc độ màn chập lên đến là 32 giây. Vâng, 32 giây cho một sản phẩm thiết bị di động thì đây cũng là một điểm nữa mình được đánh giá rất cao trên camera sau của sản phẩm này. Và cái chế độ quay video của sản phẩm này thì chúng ta có thể đặt cái độ phân giải cao nhất lên đến là 4K và nó sẽ chỉ là 30 FPS mà thôi. Chia sẻ về cấu hình sản phẩm này thì do đây là chiếc Vivo Nex A, thế nên chúng ta sẽ chỉ có một con chip tầm trung, đó là con chip Snapdragon 710 cùng với bộ nhớ RAM lên đến 6GB. Chúng ta sẽ có 128GB bộ nhớ trong, và nếu như các bạn cần một cái phiên bản với cấu hình cao hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn những phiên bản như là Nex S với cái con chip đó là
là Qualcomm Snapdragon 845. Cái dung lượng pin của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một quả pin với dung lượng khá là cao, lên đến là 4000 mAh. Chúng ta sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0 với cái nguồn sạc vào lên đến là 22.5W. Một quả pin lớn cùng với một công nghệ sạc cực kỳ nhanh thì sản phẩm này nó sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm về thời lượng sử dụng pin là cực kỳ tốt. Và trên đó là những cái chia sẻ của mình về chiếc Vivo Nex A, một sản phẩm được xách tay từ thị trường Trung Quốc, có rất nhiều cái hay, như là chúng ta có camera có thể thòi lên thụt xuống, chúng ta cũng có một cái cấu hình khá là ok, đó là Snapdragon 710, và đây cũng là chiếc máy thứ hai được sử dụng con chip 710, chỉ sau trước đó là Xiaomi Mi 8 SE. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Nếu như có đủ tiền thì các bạn có chọn nó hay không, hay là lựa chọn những sản phẩm khác? Xin mời comment để ý kiến các bạn ở phía bên dưới. Và nếu như các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.